Thưa quý vị, khi nhắc tới dâu tây thì hẳn nhiều người trong chúng ta đều nghĩ ngay tới thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Trung Hiếu lại đang có mặt tại một rừng thông rất mộng mơ thuộc vùng núi rừng Tây Bắc. Đó là điểm dừng chân để ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem những quả dâu tây ở đây được trồng theo quy trình như thế nào. Dâu tây, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Sơn La, phân bố tại huyện Mộc Châu với diện tích khoảng 10 tới 12 hectare. Cho em xin một cây em sẽ trồng cùng anh. Cái cách trồng sẽ thế nào anh? Mình trồng cây dâu tây khá là đơn giản. Mình sẽ trồng sao cho bùng quả nó quay ra ngoài mặt luống. Như vậy là khi mà mình đi thu hái quả, mình sẽ hái rất là dễ. Khoảng cách trồng sẽ là 35 phân một gốc. Cái giống dâu tây này là được xuất xứ từ đâu đấy ạ? Giống dâu tây của mình được lấy hoàn toàn là từ Nhật. Qua cái quá trình nghiên cứu và lai tạo giống ở Việt Nam, lựa chọn ra cái giống dâu tây tốt nhất để trồng. Đặc biệt là Mộc Châu này thì cái thuận lợi nó là cái thời tiết rất là ưu đãi. Để mà trồng dâu tây được ở đây thì là hết sức là thú vị. Cái cây dâu tây của mình thì dễ chùm. Là cái lá của nó là cái lá chét, gồm 3 lá. Mỗi một cái khóm dâu tây nó sẽ ra được khoảng 1, 2 đến 2 chùm quả. Với những cây này mà em đã thấy có quả rồi đấy, không biết là khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ thu hoạch được những quả đấy ạ? Những cái quả như thế này thường là sẽ mất khoảng 14 ngày. Khi mà chúng ta bắt đầu trồng cái dâu tây này, chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều những cái bước, những cái quy trình để trồng cái dâu tây. Mình sẽ dùng những cái máy phay đất, mình phay nhỏ lên. Sau đó mình sẽ bón những cái phân hữu cơ, đặc biệt là phân bò, hoai mục. Sau đó thì chúng ta sẽ lên luống. Chúng tôi sẽ lựa chọn những cái cây dâu tây khỏe nhất, bộ rễ rất là phát triển. Chúng ta sẽ trồng nó xuống dưới đất này. Khi mà trồng những cây như vậy thì cây sẽ lớn rất là nhanh. Khu vực trồng dâu tây của anh rất là rộng, không biết là cái phương pháp mình tưới nước cho cây sẽ là dùng phương pháp gì ạ? Một là tưới phương pháp theo phương pháp vép xoay, hai là phương pháp tưới nhỏ giọt. Ví dụ như phương pháp vép xoay thì chúng tôi tưới vào lúc giai đoạn cây con để làm giảm thiểu cái mức độ lóng của cây dâu tây có thể chịu được. Hình thức tưới nhỏ giọt sẽ có cái ưu điểm là sẽ cung cấp được trực tiếp cái nguồn dinh dưỡng vào tận gốc cây dâu tây. Em nhìn thấy chị xách cái giỏ này đi thu hái dâu mà cứ như kiểu là câu chuyện cổ tích ngày xưa mà đi trong rừng thu hái hoa quả ấy ạ. Không biết là buổi sáng thì chị sẽ đi thu hái dâu từ mấy giờ ạ? Buổi sáng thì 8 rưỡi hoặc 9 giờ. Em thấy trên một cây dâu tây này có cả hoa, cả nụ, cả quả to và cả quả nhỏ. Thì chắc là dâu tây mình sẽ thu hoạch quanh năm hả chị? Dâu tây này là có thể cho thu hoạch quanh năm, nhưng mà vụ chính của nó là bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 5. Dạ vâng. Còn đâu là mình sẽ là dâu trái vụ. Bông hoa màu trắng nhìn rất là đẹp ạ. Thì không biết là cái công tác mình thụ phấn cho hoa ở đây thì các chị sẽ làm như thế nào? Cái cây hoa này là cây hoa lượng tính nên là chúng nó sẽ tự thụ phấn cho nhau. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng nuôi thêm cả ong để hỗ trợ trong việc thụ phấn. Không thể nào mà kìm lòng được với những quả dâu màu sắc đẹp như thế này. Thưa quý vị, có lẽ ngày hôm nay là một ngày trải nghiệm rất tuyệt vời của tôi, rất đáng nhớ. Đi qua một đồi thông rất thơ mộng và đến với một vườn dâu tây rộng bạt ngàn để trải nghiệm bứt những quả dâu. Lúc này đây thì chúng tôi cùng các cô chú đang được ngồi thưởng thức những trái dâu tây cùng những sản phẩm làm từ dâu tây tại một đồi thông mát mẻ, không khí trong lành. Hy vọng rằng với những trái dâu tây chất lượng như thế này thì trong thời gian tới sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa. Sản lượng khoảng 5 tới 7 tấn trên 1 hectare. Tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng, trong tỉnh và một số tỉnh lân cận